Còn đây bây giờ tao cấm mày sao nói chuyện với bác Phúc còn không thì mày được trách tao. Tao thích nói đấy bởi vì cái bao bọc của mày ấy không ra gì đấy, tao thích nói đấy. Mày có biết cái là gì đấy? Kế hoạch lên kế hoạch để chia rẽ nó. Được rồi, từ từ nói xem nó có nhà không. Để anh và anh nói chuyện nó có xem là có gì em chỉnh. Được rồi, xem có nói nào. Để chồng bù đắp lại cái tình cảm cho vợ. Tại vì là rất là lâu rồi mà chồng chưa có thời gian để chồng bù đắp cho vợ ấy. Ấy, vợ thấy đấy, chỉ có chồng mới yêu thương vợ thôi chứ làm gì có ai đâu. Vợ suốt ngày vợ cũng nghi ngờ chồng, nghi ngờ. Nhưng mà chồng hứa với vợ là chồng không được liên quan gì đến con Nhung với nhau. Chồng không liên quan gì đến nó nữa. À, chồng bảo này, chồng về mà chồng khoe chuyện với mẹ ấy, là mẹ ấy chắc chắn là đuổi cổ ra khỏi nhà luôn. Chồng khoe với mẹ đi, chồng bảo với mẹ luôn đi. Về khoe luôn. Đợi mẹ đi làm về là chồng sang chồng khoe với mẹ luôn đấy. Nói chung là thôi ngày mai chồng dẫn vợ đi để vợ đi mua sắm đó, xong là chồng sẽ nói chuyện với mẹ để chúng mình lại cưới nhau lại bên nhau nhá. Nói chung là thời gian vừa qua thì vợ khổ nhiều rồi mà thôi, từ bây giờ trở đi chồng sẽ hứa chồng quan tâm vợ thật nhiều, chồng yêu vợ thật nhiều, mà em mãi chúng mình bên nhau nhá. Đấy. À mà vợ chưa, vợ ăn uống gì chưa? Vợ ăn rồi, vừa ăn cơm xong thì xem ăn gì không thì chồng đi mua cho. Đi thôi, mua thì có ăn no rồi, không ăn không muốn ăn gì. Hay chồng dẫn vợ đi ăn buffet nhá. Thôi đi ăn buffet. Muộn rồi, đang không ăn uống gì đâu. Thế hay là uống nước gì không? Hay uống uống trà sữa nhá. Uống trà sữa cũng được. Thì chồng dẫn mua trà sữa cho. Vâng. Thế vợ thích uống vị gì? Vợ uống cola. Ừ. Ok. Bây giờ chồng tí xong rồi chồng đi cho mua trà sữa cho nhá. Chồng mua cho nhiều về nhá. Ok. Thế hôm nay chồng ở đây luôn nhá, tại vì đằng nào bố vợ trẻ không có về. Vâng, ok. Đợi chồng đi nhá. Đợi đi nhá, về mua về. Về vị cola đi. Đi về đây, đi về đây. Mày thả chanh à? Còn đấy,
bây giờ tao đéo nó nhờ mày nữa. Này, mày thử nói chuyện Bác Cốc xem. Tao này, tao xung vào quán mày luôn, mày không được quán cho mày luôn này. Phá nát quán cũng phải như hôm trước đâu. Mày muốn làm ăn thì mày đừng có như thế. Tao cảnh cáo hôm cuối, tao tấn mày sang chuyện Bác Cốc. Còn không, mày cả thần quán của mày ấy. Không làm ăn được đâu. Đến khách cũng không có đâu. Này, hiện tại bây giờ chúng mày đang làm đứng nhà tao. Chúng mày có quyền đứng đây để nói chuyện nhá. Hai mày cút về. Tao không cút về đây. Tao đang sai cảnh cáo mày ra. Mày nào? Tao không cần biết mặt của mày ấy. Bây giờ tất cả mọi người biết hết rồi. Rồi cái bộ mặt của mày ấy. Tao không biết thôi. Biết thì làm gì? Ê, mày giỏi mày nói cho Bác Công biết chưa nào? Tao thấy mày quá đấy đúng không? Còn anh Kiên ấy, cũng chẳng tình cảm gì với mày. Mày cố chấp quá rồi. Mày không, mày nên nhớ này. Cái gì tao đã không được thì tao đạp đổ bằng được thôi. Còn tao đạp đổ đấy. Tao thấy chúng mày sợ hạnh phúc cùng với nhau được bao lâu nhá. Chắc chắn là sẽ hạnh phúc với suốt đời rồi. Cái loại mày nó đạo ganh tị với tao ấy thì không bao giờ có được anh Kiên đâu. À, còn bạn nữa à? Mày cứ thử xem. Không, mày nói ít thôi. Mày ấy lớn đầu ấy. Mày có đây này. Này, mày chỉ vào mặt ngã đây. Còn đây bây giờ tao tống mày ấy sao nói chuyện Bác Phúc cũng không thì mày được trách tao. Tao thích nói đấy bởi vì cái bao bọc của mày ấy không đại gì hết. Mày không nói đấy. Mày có biết cái tao thì đấy. Anh nhưng mà giờ nó mất rồi. Nó rồi thì anh cũng để cho sợ sợ. Xong rồi anh còn vứt luôn cái gì ở đấy nữa. Thì giờ cô quá. Mấy cả anh cái gì ấy, gì ấy. Gì à, giờ anh thấm cái thuốc ngủ thôi mà. Nó anh thuốc mê thôi, nó chỉ là thuốc mê còn đánh cho người ta ngất đi thôi. Nhưng không mà nó gì đâu. Tỉnh làm sao? Không gì đâu. Anh cũng ngại rồi, không gì đâu. Chung là nó không gây hại cho người. Nhưng mà nhỡ mày đi làm sao vậy, nó kiện mình luôn đấy. Nhưng mà nó không biết, nói chung là nó không biết đâu. Nó không biết được đâu. Nó sao nghi ngờ được anh em mình làm. Nó không có bằng chứng làm sao nó nghi ngờ. Nhưng mà sao anh lại đến khoảng đến giờ ngất rồi giờ em no ấy. Nó thì anh no giờ lúc đấy nó ngất rồi khoảng giờ. Nhưng lúc đấy á. Nhưng mà nó ngất kiểu gì chứ. Nó ngất nhưng mà đến lúc sớm lúc nó tỉnh lại thì nó sẽ nói với cả Kiên cả Bác Khúc hết đấy. Đúng không? Đúng rồi, nhỡ mày nó tỉnh nó nói hết. Nó tỉnh nó nói hết đấy. Thì lúc đấy thì mình lại chối thôi, lúc đấy mình nó cũng không biết được mà. Không có bằng chứng nên là mình nó không biết được. Ừ, đúng thật. Bây giờ có bằng chứng nào thì mình vào được một thì nó có bằng chứng được. Nhà nó có cam. Không phải no, em có thể no sao này. Mọi chuyện là đến rồi. Không phải no. Nhưng mà mình đe dọa lần này là nó cũng sợ rồi. Nói chung là mình chắc nó cũng không dám đâu. Nó cũng sợ rồi đấy. Còn nó có tái phạm giờ chỉ có xuống quán, nó đập từ quán thôi. Giờ cứ đi đã. Để xem mai như nào đi.